Ngày 12 tháng 2, Bộ Công an cho biết, đoàn công tác cứu nạn quốc tế gồm các cán bộ chiến sĩ của Bộ Công an Việt Nam đã phối hợp với lực lượng cứu nạn cứu hộ quân đội Pakistan triển khai phương án giải cứu thành công cháu bé 14 tuổi sau nhiều ngày bị vùi lấp dưới đống đổ nát. Trước đó, sáng ngày 11 tháng 2, đoàn đã tiếp cận hiện trường được phân công tìm kiếm cứu nạn người dân trong khu vực sập đổ tại tòa nhà trên đường 531 Adiyaman, Merkez. Qua công tác dò tìm, lực lượng đã xác định có 10 người bị vùi lấp. Từ 7 giờ 30 phút đến 18 giờ 30 phút theo giờ địa phương, cùng ngày, qua hệ thống camera dò tìm và hình ảnh, âm thanh, lực lượng đã phát hiện dấu hiệu của sự sống, dự đoán có 2 người còn sống sót trong khu vực sập đổ. Lực lượng chức năng đã xác định vị trí gần nhất để tiếp cận nạn nhân và tiếp tục đi từ vị trí được phá dỡ, sâu vào trong 6 mét, theo một đường hẹp, chỉ vừa một người chui vào. Các chiến sĩ công an Việt Nam đã phối hợp cơ quan điều phối của Thổ Nhĩ Kỳ để huy động thêm lực lượng thiết bị của lực lượng các nước khác, phối hợp ứng cứu với mục tiêu nhanh chóng cứu sống nạn nhân. Cùng lúc, đội cứu nạn cứu hộ của quân đội Pakistan làm việc ngay sau lưng tòa nhà, nơi lực lượng công an Việt Nam thực hiện nhiệm vụ. Đến 22 giờ 10 phút theo giờ địa phương ngày 11 tháng 2, lực lượng chức năng đã đưa được một nạn nhân khoảng 14 tuổi ra khỏi đống đổ nát trong cảm xúc vỡ òa của người thân và các lực lượng tham gia cứu nạn cứu hộ tại hiện trường. Sau khi giải cứu thành công nạn nhân, đội trưởng đội cứu nạn cứu hộ của quân đội Pakistan đã đến gặp Đại tá Nguyễn Minh Khương, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Cứu nạn Cứu hộ Bộ Công an Việt Nam để cảm ơn cán bộ chiến sĩ Công an Việt Nam đã phối hợp hiệu quả, phát hiện nạn nhân, dọn dẹp hiện trường để họ có thể thực hiện công việc cuối cùng là đưa nạn nhân ra khỏi nơi nguy hiểm an toàn.